Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình đang là một cái đồng hồ Citizen các bạn ha. Mình xin mở hộp cái đồng hồ này vì cái hộp nó khá đơn giản, không có gì để nói hết các bạn. Đó, đây là mẫu Citizen rất là đẹp và màu cũng rất là tây các bạn ha. Mình xin phép đọc, đây là mã AT05011X các bạn. Đó, đây là mã vạch của nó các bạn ha. Dây nâu màu da, dây da màu nâu rất là đẹp. Đó, được biển chỉ trắng các bạn. Đó, đây là mẫu đồng hồ Chronograph nha các bạn ha. Đây, mình sẽ chiếu gần một chút xíu. Đó, nó có kim Chronograph các bạn, kim giờ ha, kim phút và kim giây đang chạy ở dưới. Đó, chúng ta có 24 giờ và là cái đồng hồ đo giây đấy các bạn ha. Đấy, đây đó, Chronograph. Cái này chống nước đến 100 mét nên chúng ta có thể đi tắm đi mưa bình thường các bạn ha, thoải mái. Đây, và phía sau cái đồng hồ này, đây mình sẽ chiếu một chút xíu. Đây là cái thông số của nó các bạn ha, Citizen đó. Rồi đó, chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi, đây là một cái đồng hồ mà theo mình nghĩ khá là đẹp dành cho dân văn phòng các bạn, nhưng chỉ dành cho các bạn tay nó hơi nhỏ, mặc dù size đồng hồ này là size 42 lận các bạn. Đây, sẽ mở cái sim này ra các bạn ha. Đấy, thì sẽ rõ hơn đó. Đây, cái mặt trong của nó cũng là màu nâu luôn nha các bạn nhé. Nó cùng màu với cái dây da luôn các bạn ha. Đó, thì cái đường kính của nó là 42, nếu mà tính cả cái núm nó là 45 các bạn. Cái dây của nó là dây 22 các bạn ha. Thì điều đặc biệt các bạn có thể thấy này, cái kiểng làm khá to. Đó, tức là cái viền này nè các bạn. Mình sẽ đụng video đó, mình đụng camera. Hai cái viền này làm quá to, trong khi cái mặt đồng hồ của chúng ta lại hơi nhỏ. Đó, các bạn thấy không? Cái mặt đồng hồ nó khá là nhỏ các bạn. Đó, tất cả đều ok hết, đến cả cái khóa đồng hồ các bạn được làm bằng thép rất là đẹp. Đó, sáng bóng luôn các bạn ha. Thép mờ, đó, Eco Dry. Cái này là dòng Eco Dry là năng lượng mặt trời nên chúng ta không cần thay pin đâu các bạn. Pin xài khá là lâu. Nhưng cái mặt nó khi mà chúng ta đeo vào tay các bạn, đó, các bạn thấy không? Nguyên một cái vòng đồng hồ thì rất là to, đó, size đến size 42 là mà các bạn. Mình tưởng xem là đeo size 40 mà hôm nay mặc dù nguyên cái khối này đường kính này là 42 nhưng vì cái mặt nó nhỏ nên chúng ta cũng có cảm tưởng cái đồng hồ này khá là nhỏ các bạn. Đó, đó là ác cho nó đó các bạn. Citizen làm thiết kế rất là đẹp, màu rất là tây nhưng mà làm cái mặt quá nhỏ. Đó, khi các bạn đeo vào các bạn cảm giác nhỏ đúng không? Đó, các bạn nhìn thấy khi mà nó đeo vào tay của mình nha các bạn. Đó, cảm giác rất là nhỏ so với cái đồng hồ size 42. Đó, giá như mà Citizen nó làm cái kiềng này nè, cái vòng này nó nhỏ lại chút xíu ha, cho mặt đồng hồ nó tràn viền ra một chút xíu thì mình nghĩ con này rất là đẹp luôn các bạn. Đó, mặc dù là size 42 rất là hầm hố, nhìn bên ngoài rất là hầm hố các bạn, nhưng khi đeo vào tay thì lại rất là nhỏ. Đó, các bạn thấy không? Vì mình, các bạn mình sẽ đo cho các bạn coi cái mặt, cái đường kính của cái này. Cái đó các bạn không? Nó chỉ có 30 à? Đó, mình để lại nè. Đó, thì tầm 30-31 à. Đó, nó như là đồng hồ của các bạn nữ đó các bạn. Đó, mặc dù cái viền này nó còn dày quá trời dày luôn, nhưng mà Citizen là cái mặt này nó chỉ có 30 thôi. Đó, nên khi đeo vào chúng ta có cảm giác nó nhỏ. Nên mình mới nói là các bạn nào mà thích đồng hồ Chronograph, thích thương hiệu Citizen nhưng mà tay hơi nhỏ một chút thì đeo cái này là khá là đẹp nha các bạn. Đó, lúc đầu mà mình lúc mà nhận về nó mình cứ tưởng là đồng hồ của nữ các bạn, nhưng mà nó cuối cùng mình lên mạng mình tìm hiểu thì nó là đồng hồ của nam, nhưng mà cái vòng cái mặt nó nhỏ quá nên các bạn là nên khách của mình khi coi á người ta lại không thích đó, người ta mình lại chọn mẫu khác nên mình cũng hơi không hiểu tại sao Citizen là thiết kế cái mẫu đồng hồ như vậy đó. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà tay nhỏ, hơi nhỏ chút xíu mà đeo cái này thì khá là đẹp các bạn. Dây màu nâu
dây nâu, viền trắng, chỉ trắng rất là đẹp, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có mỗi cái mặt nó hơi 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 nhỏ chút xíu thôi các bạn. Rồi thì bên mình chuyên về đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể subscribe kênh của mình hoặc là add bạn Zalo theo số điện thoại mình để ở đầu video. Mình sẽ gửi cho các bạn những cái đồng hồ nước hoa chính hãng như vậy để các bạn có những cái nhìn đầu tiên trước khi mua. Rồi, mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.